Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản tốt nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một siêu phẩm căn nhà có thể kinh doanh được ô tô vào nhà trục chính mọi người nha. Vị trí cụ thể thuộc phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà 33m² thiết kế và xây dựng là 4 tầng kinh doanh ô tô vào nhà. Mọi người nhìn có thể nhìn hộ em đây, ngõ trước nhà đây 6m mọi người nha. Đấy, trục chính luôn mọi người ạ. Và đây chính là vị trí cụ thể của căn nhà. Đây. Chủ đầu tư có thiết kế ra ô tô hoặc có thể là để mình kinh doanh mọi người nha. Cửa đây, cửa là bên có hai bên cửa, bên này là bên cửa cuốn và bên kia là cửa sắt sơn tĩnh điện nha. Rất là thoáng, rất là gần. Từ vị trí của cái ngôi nhà này ra tới đây mọi người có thể nhìn thấy đường quốc lộ 6 kìa. Quốc lộ 6 Hà Đông đấy, ô tô đi qua đấy ạ. Là nó rơi khoảng tầm 100m thôi mọi người nha. Rất là gần, mọi người theo em cụ thể vào tầng 1 của ngôi nhà. Hơi ngổn ngang một chút nhưng mà vì là cái vị trí căn nhà này nó quá đẹp cho nên là Ngọc Ánh phải quay lên gửi tới mọi người. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, giá chào bán 2 tỷ 790 triệu đồng. Đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Căn nhà này có thể kinh doanh spa, nail me, nói chung là kinh doanh gì cũng được mọi người ạ. Nhưng mà là kinh doanh được bởi vì nó là trục chính. Đấy. Tầng 1 như mọi người có thể quan sát đây, có một phòng vệ sinh này. Đấy, hoặc là tầng 1 của ngôi nhà, Ngọc Ánh sẽ nói kỹ một chút về cái mục đích xây của chủ đầu tư cái ngôi nhà này nha. Ở đây chủ đầu tư để làm riêng một cái gian này, một là có thể mọi người có thể cho ô tô vào nhà nếu như có ô tô, hai là mọi người có thể ngăn một cái vách ở đây. Đấy, để ở cái gian phòng này để mọi người có thể cho thuê để kinh doanh. Hoặc là mọi người có thể tự kinh doanh, tuy nhiên nó độc lập với lại cái hướng bên cạnh để đi lên trên phía tầng 2. Vậy thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà như thiết kế thì là để gara ô tô này, để kinh doanh này. Trên tầng 2 của ngôi nhà chủ đầu tư thiết kế là phòng khách và phòng bếp. Đây chính là gian phòng bếp của ngôi nhà. Đó. Đây mọi người có thể quan sát này. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là thiết kế là tủ gỗ sồi này. Đó. Mặt bếp được là ốp đá này, được granite màu đen. Xung quanh bếp là được ốp gạch 60-60 vân đá. Đấy, tủ bếp và vòi chậu được thiết kế là inox 304, phụ kiện bếp được thiết kế inox 304 mọi người nha. Với cái căn nhà này rất là thoáng, nó là trục chính và mặt ngõ luôn. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài mọi người ạ. Rất nhiều cửa sổ xung quanh vì căn này nó vừa là mặt đường này, xong nó lại vừa là lô góc. Cho nên mọi người có thể tưởng tượng ạ, rất là thoáng. Xung quanh nhà toàn cửa sổ thôi. Đấy, gạch lát nền tầng 2 thiết kế kích thước là gạch 60-60. Đây mọi người có thể nhìn đây là bộ bàn ăn này. Bộ bàn ăn nhỏ xinh này. Và kế tiếp theo là phòng khách. Đây. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không? Chủ đầu tư thiết kế rất là tỉ mỉ luôn đấy ạ. Căn nhà rất là đẹp, rất là xuất sắc. Từ vị trí ngôi nhà mà đi ra tới trường mầm non, trường tiểu học, chợ dân sinh, nó chỉ rơi phạm vi bán kính khoảng tầm 3 đến 500m thôi. Cách với lại trục quốc lộ 6 như em Hoàng Ánh vừa chia sẻ, nó là 100m. Căn nhà này kinh doanh rất là ổn mọi người nha. Tầng 2 gồm có một phòng vệ sinh nữa. Đây. Gồm có một phòng vệ sinh ở trên phía tầng 2. Đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa. Ở phía tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người ạ. Chủ đầu tư thiết kế để có một cái vách này để ngăn cách giữa phần cầu thang và phía phòng khách của ngôi nhà. Vậy thì tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Bởi vì vòng 2 đã để tầng 2 thì đã để phòng bếp và phòng khách rồi thì tầng 3 thì chắc chắn là phòng ngủ. Nhưng mà phòng ngủ thì thiết kế như thế nào thì mọi người theo em. Bước lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, bước chân lên phía cầu thang là có một nhà vệ sinh. Và trên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế gồm 2 phòng ngủ. Nhà vệ sinh đây, mời mọi người theo em từ phía cầu thang đi lên là nhìn thấy luôn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mọi người thấy không? Rất là thoáng, cửa sổ mở hướng ra đây này. Đây, mặc áo này, ống chờ để nắp bình nóng lạnh này. Bồn cầu liền khối mọi người nha. Đó. Sen tắm này, hệ thống lavabo này, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Còn 2 phòng ngủ nữa. Đây chính là phòng ngủ. Ở phía tầng 3 mọi người ơi, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài nha. Ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đều đã được thiết kế đầy đủ rồi.
Đó. Cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Trên tầng 3 của ngôi nhà là được lát gạch 60-60, vân đá màu sáng. Đấy, sơn tường thì là màu vàng nhạt nha. Còn một phòng ngủ nữa đây mọi người ạ. Rất là thoáng, lô góc cho nên mở cửa sổ hai phía luôn này. Hướng nhà là hướng đông bắc. Đó, nhắc lại với mọi người, giá bán 2 tỷ 790 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên mọi người nha, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý khách hàng có nhu cầu. Và mời mọi người theo Ngọc Ánh lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Và mọi người ơi, đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng thờ này, một phòng ngủ này, một phòng vệ sinh và một sân phơi mọi người ạ. Với cái 33m² mà chủ đầu tư thiết kế đầy đủ công năng cho một hộ gia đình, thiết kế tối ưu nhất những cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Mời mọi người theo em vào cái vị trí phòng vệ sinh ở trên tầng 4 của ngôi nhà. Như vậy, căn nhà này có 4 nhà vệ sinh mọi người ạ. Mỗi tầng một nhà vệ sinh. Đó. Đầy đủ hết mọi công năng cho từng tầng. Đây là một phòng ngủ này. Phòng ngủ cũng được, mà trên tầng 4 mọi người có thể làm phòng thờ cũng được. Tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Đó. Đây một phòng nữa. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Không, như theo Ngọc Ánh thì đây mới là phòng thờ này, bởi vì phòng này nó nhỏ hơn phòng bên kia một chút. Đó, đó, đó. Và phần cuối cùng của ngôi nhà là phần sân phơi. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đứng từ vị trí ở trên tầng 4 của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn đây. Xung quanh của căn nhà này rất là nhiều nhà cao tầng này. Đó. Và đây nó là trục chính, mọi người có thể nhìn thấy luôn này. Đấy. Đặc biệt căn nhà này là ô tô có thể vào nhà này, có thể kinh doanh. Ngoài xin nhắc lại với quý khách hàng nha, vị trí của cái căn nhà nhà này là thuộc đường Nhân Huệ, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Giá chào bán 2 tỷ 790 triệu đồng. Mọi người muốn biết thêm chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì nhớ đấm bấm vào nút like để có thể ủng hộ cho Ngọc Ánh, và nhớ vào bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.